Rồi mọi người nhá, đây là tới bến đò rồi, bến bến đò Đông Hương Tích. Đây là thuyền này cũng vào đây. Thôi tới rồi. Bến đò từ đây. Trên kia. Lên tít trên này. Đấy. Trắng thế nhỉ. Ở đây ấm hẳn. Anh nhỉ, đúng rồi, hết gió luôn nhỉ. Và đây hết gió luôn. Bấm cho em con AK nhá. Ôi thằng cu, cái nhìn quen thế nhỉ? Ôi, sắp đến đò lên kia đông chưa? Ôi, cái bến đò này sao lại đợt này dài thế nhỉ? Mới cái đoạn kia thôi, bây giờ tít ra đây rồi. Làm dài hơn. Đấy, khách đây là thì nhờ lái đò vào trong này để nghỉ ngơi đấy, để đợi khách ấy. Khách đi lên chùa rồi có đâu là lái đò người ta đứng ở để xem thuyền đò sang bên này cho nó thoải mái, với cả người ta nghỉ ngơi bên này. Đấy, sau khi nào khách người ta gọi về sự gọi xuống để chèo ấy thì lại ra đón khách để đi ra ngoài. Còn đây là người ta chờ này, lái đò đang chờ đấy. Đấy. Đông phết nhỉ. Tôm ơi, Tôm, lúc cháu dậy thì chị Trang, chị Giang có ở nhà không hay đi chơi rồi? Đang ngủ à? Tít tít thì kìa. Ôi, cái bến này xa thế. Thao để thuyền. Thank you.
Ôi trời, thuyền ở trong này thì ít hơn, đằng kia người ta đổ hết đằng kia rồi. Đây các bạn nhé, đây là bến đò lên chùa Hưng Tích này, với cả chùa Thiên Trù này. Đấy, chút nữa mình sẽ đi thẳng lên trên chùa nhá, để chỗ qua kiểm chỗ soát vé đấy. Để cho các bạn xem luôn. Khách kia là khách đi về này. Khách ra, khách vào này. Kia là lối đi về, đi ra, còn lối này đi vào. Ui, đông thế nhỉ? Ôi, soát vé cả đông kìa. Đông thế. Ôi, đông thế nhỉ? Rồi mình sẽ phải đi tắt máy nhá, tắt máy để mình cho thuyền này lên trên này, rồi mình sẽ quay cảnh từ lúc bắt đầu tiếp nhá. Rồi tắt máy nhá.